Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhiều quốc gia phản đối bản đồ mới của Trung Quốc Theo VOA ngày 2 tháng 9 cho biết, nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã phản đối khi Trung Quốc công bố một bản đồ chính thức tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông cũng như các khu vực có tranh chấp với Ấn Độ và Nga, hình ảnh VOA đưa tin theo đó, báo chí Trung Quốc mới đây công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 của Trung Quốc đã chính thức được phát hành vào ngày 28 tháng 8 và ra mắt trên trang web của dịch vụ bản đồ tiêu chuẩn do Bộ Tài nguyên Trung Quốc quản lý. Bản đồ này được biên soạn dựa trên phương pháp vẽ đường biên giới quốc gia của Trung Quốc và các nước khác nhau trên thế giới. Trong số các phần lãnh thổ được đưa vào bản đồ mới có bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, khu vực Trung Quốc lâu nay vẫn tuyên bố chủ quyền là phần phía nam của Tây Tạng và Aksai Chin, khu vực khô hạn ở Tây Bắc Ladakh, vốn bị Trung Quốc chiếm đóng kể từ khi kết thúc chiến tranh Trung Ấn năm 1962. Một điểm khác biệt của bản đồ mới là đường 10 đoạn, bao quanh Biển Đông, đường 9 đoạn và toàn bộ đảo Đài Loan và thứ 10, cùng một số đảo nhỏ của các nước Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền như Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Indonesia. Đường 10 đoạn này cũng bao trùm thêm nhiều khu vực thuộc EEZ của nhiều quốc gia Biển Đông khác. Ngoài ra, theo bản đồ này, một phần lãnh thổ của Nga và đảo Bolshoi Osuri cũng bị coi là lãnh thổ của Trung Quốc, mặc dù đã có sự phân định giữa Nga và Trung Quốc. Theo Hiệp ước năm 2008 giữa Nga và Trung Quốc, hòn đảo này được phân chia giữa hai nước. Tuy nhiên, bản đồ chính thức mới của Trung Quốc lại đánh dấu toàn bộ hòn đảo là điểm cực đông của lãnh thổ Trung Quốc. Đảo Bonsoy Usuriski có diện tích từ 327 đến 350 km vuông, tùy thuộc vào mực nước sông. Từ đầu thế kỷ 19 đã có một cuộc đấu tranh lâu dài giữa Nga và Trung Quốc để giành quyền kiểm soát hòn đảo này, nhưng trong những năm 1920, 1930, hòn đảo này đã được quân đội Liên Xô bảo vệ tuyên bố chủ quyền lâu đời của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến nước này rơi vào thế đối đầu căng thẳng với Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Tất cả các nước này đều có tuyên bố chủ quyền cạnh tranh nhau. Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra chiến tranh ở biên giới vào năm 1962 và ranh giới tranh chấp đã dẫn đến tình trạng đối đầu kéo dài 3 năm giữa hàng chục nghìn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực Ladakh. Một cuộc đụng độ 3 năm trước trong khu vực đã giết chết 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc. Hình ảnh đường lưỡi bò hay còn gọi là đường đứt khúc do Trung Quốc tự vẽ trên Biển Đông. Sau khi bản đồ của Trung Quốc được công bố, Ấn Độ đã phản ứng trước, cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là không có cơ sở. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bachi nói, những bước đi như vậy của phía Trung Quốc chỉ làm phức tạp thêm việc giải quyết vấn đề biên giới. Ấn Độ đã khiếu nại chính thức vào ngày 29 tháng 8 thông qua các kênh ngoại giao, Malaysia sau đó bác bỏ tuyên bố đơn phương của Trung Quốc và nói thêm rằng bản đồ này không mang tính ràng buộc pháp lý với Malaysia. Việt Nam, Đài Loan, Indonesia và Philippines là các nước tiếp theo lên tiếng phản đối. Việt Nam nói các yêu sách này vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam và cần được coi là vô hiệu vì chúng vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Hòn đảo tự trị Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố là của mình cũng bác bỏ đường chính đoạn và yêu sách về Biển Đông của Bắc Kinh. Các yêu sách lãnh thổ đôi khi dẫn tới sự đối đầu trực tiếp. Cách đây hơn một tuần, các tàu Philippines đã vượt qua vòng phong tỏa của tàu tuần duyên Trung Quốc tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông để cung cấp hàng tiếp tế cho lực lượng Philippines bảo vệ bãi cạn tranh chấp. Để phản hồi về bản đồ, Bộ Ngoại giao Philippines đã trích dẫn phán quyết năm 2016 của tòa án trọng tài ở The Hague theo công ước Liên hiệp quốc về luật biển, trong đó phần lớn vô hiệu hóa yêu sách của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ biển Đông và ủng hộ Philippines kiểm soát tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Nhiều quốc gia phản đối bản đồ mới của Trung Quốc, nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ, không chỉ là chuyện ngoại giao mà còn là nội trị. Ngày 30 tháng 8, tác giả Trần Hiếu Trân có bài bình luận về việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, cho rằng đó không chỉ là chuyện ngoại giao mà còn là câu chuyện nội trị, đăng trên một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt. Theo tác giả, còn hơn tuần lễ nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ về đẳng cấp của các mối ban giao giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Đó sẽ là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hay chỉ là đối tác chiến lược. Trong vòng 13 ngày, Tổng thống Joe Biden đã chủ động nhắc đến chuyến thăm Hà Nội của ông đến 3-4 lần. Hình ảnh bài bình luận trên AFA tiếng Việt. Ông Biden nhắc lại cuộc điện thoại với lãnh đạo cao nhất của Việt Nam được hiểu là tổng bí thư nguyễn phú trọng tuy không nêu rõ danh tính ông biden cũng nhấn mạnh phía việt nam tha thiết muốn được gặp ông để nâng tầm mức mối quan hệ lên cấp độ ngang bằng với trung quốc và liên bang nga tác giả bình luận dù ông trọng có đồng ý với ông biden để cho hoa kỳ vượt cấp nhảy hai bước từ đối tác toàn diện một đối tác loại ba lên hẳn loại nhất thì về bản chất sâu xa của hệ thống đối tác trong ngoại giao việt nam chẳng có gì thay đổi cả bàn giao trung việt vẫn là yếu tố tổng trị chi phối mọi quan hệ khác một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt mỹ trong bối cảnh hiện nay trung quốc không thể coi đó là một liên minh quân sự làm lệch thế cân bằng bất tương xứng xưa nay trong tam giác việt mỹ trung việt nam đã có những bước đi cẩn trọng trước khi chuẩn bị đón tổng thống biden thăm hà nội lần này tác giả nhắc đến cuộc gặp của phó thủ tướng trần lưu quang với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 16 tháng 8 tại Vân Nam, Trung Quốc. Tác giả dẫn phân tích của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp trên trang mạng Nghiên cứu quốc tế ngày 29 tháng 8 cho rằng Hà Nội vẫn có thể chấp nhận nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện mà không lo những thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại bởi vì việc nâng cấp này trước hết là phục vụ cho các mục tiêu kinh tế Hiện nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn là nhà đầu tư thứ 11 tại Việt Nam với mức vốn đăng ký lũy kế là hơn 11 tỷ trong năm 2022. Hình ảnh cuộc gặp của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trước khi xúc tiến nâng cấp ngoại giao Việt Mỹ. Tác giả phân tích trong lịch sử cận đại từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như từ ngày giành được chính quyền đến nay, các nhân tố bên ngoài bao giờ cũng có tác động ghê gớm. Nếu như không nói là quyết định đối với mọi chuyển động bên trong đất nước, nếu như không có sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa, thì Việt Nam làm thế nào có quyết tâm thoát khỏi cái bẫy Khmer đỏ, làm thế nào có quyết tâm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, với Liên Âu và cùng lúc trở thành thành viên của một ASEAN, mà sứ mệnh nguyên thủy của nó là để chống cộng. Tất cả diễn ra trong một năm duy nhất, đó là năm 1995. Tương tự vẫn theo tác giả, tuy cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine chưa kết thúc, nhưng trong một thế giới hậu cuộc chiến Ukraine, Việt Nam khó có thể dựa vào Nga như một yếu tố cân bằng trong quan hệ các nước lớn. Trong khi đó, nếu Việt Nam có một quy chế đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Singapore, thì có thể mở ra tương lai kết nối với bộ tam, bộ tứ như là những trụ cột giữ cho an ninh và thịnh vượng trong không gian chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở rộng của Mỹ. Việc nâng cấp đối tác chiến lược hay đối tác chiến lược toàn diện không chỉ đơn thuần là câu chuyện của ngoại giao, ngoại giao nhưng thực chất là nội trị trên nền tảng hội nhập với các đối tác là những quốc gia dân chủ, đất nước nương theo các quy luật thị trường nhà nước pháp quyền tôn trọng các thang giá trị phổ quát các thế hệ trước hết là thế hệ trẻ trí thức trẻ sẽ được hưởng lợi từ những xu hướng tiến bộ của thế giới quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin nâng cấp quan hệ ngoại giao với mỹ không chỉ là chuyện ngoại giao mà còn là nội trị quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc Thơ, thời báo d